Hello, Cảnh Phạm Auto xin chào tất cả anh em yêu âm thanh mọi miền trên tổ quốc. Hôm nay mình xin cập nhật một mẫu Equine nội địa Nhật Bản Vensetta GS62A, một trong những dòng Equine để cho anh em chơi chuyên nghiệp về karaoke cũng như là nghe nhạc. Và Nhật thì anh em biết rồi đấy, chất âm nó rất là trung thực, sạch sẽ. Tiếng của nó độ tạp âm cực thấp. Tại sao mình nói con Equine này chuyên nghiệp để cho anh em chơi karaoke và hỗ trợ nghe nhạc cực tốt. Chuyên nghiệp để cho anh em chơi karaoke, mình xin nhắc lại con Equine. Chuyên nghiệp để cho anh em chơi karaoke. Mình sẽ phân tích cái sự chuyên nghiệp của con Equine này để cho anh em chơi karaoke. Đó là Equine 62 cần, 62 bang để cho anh em chơi karaoke. Qua nhiều cần này để cho anh em chuyên nghiệp chơi karaoke, chất âm của nó cực rộng rãi, tách bạch. Vì khi các bạn hát ấy, nó rất mỗi một câu bạn hát là nó sẽ làm ở mỗi một lốt nhạc và mỗi một dải tần khác nhau. Khi các bạn chơi một Equine để chuyên nghiệp hát karaoke thì các bạn nên lưu ý là mua Equine phải nhiều cần như thế này, 62 ban Equine để cho ra chất âm của bạn rộng rãi, rõ nét, tách bạch. Vì mỗi một câu bạn hát, lời bạn hát là nó nằm ở trong một lốt nhạc. Và để Equine nó sẽ hỗ trợ căn chỉnh lọc tiếng cho sạch sẽ. Thật ra mình nói đây là một con Equine chuyên nghiệp để cho anh em chơi karaoke cũng như là nghe nhạc chơi đi. Equine là nội địa Nhật nhé. Chất âm nó rất là tốt, mình đã từng hát thử và kiểm tra em nó. Khi thiết bị các bạn chơi nhạc và chơi karaoke, khi đi qua nó, chất âm của nó rất là tự nhiên, sạch sẽ. Tiếng của nó rất là rõ nét, độ tạp âm cực thấp. Còn nếu mà nó không hay, các bạn đi qua nơi quay này mà chơi karaoke hát mà không nhẹ, tiếng không sạch, không sáng, thì mình xin biếu không cái Equine cho anh em. Còn đâu nói về Equine đã chơi thì anh em chơi thì phải chơi được cái Equine xịn. Tại sao mình bảo phải chơi Equine xịn? Còn các bạn cứ ham rẻ mua cái Equine Trung Quốc vào, theo mình ấy, là người bán hàng, người lắp đặt karaoke, thì tốt nhất các bạn đừng nên chơi nữa. Vì sao? Cái Equine Trung Quốc vào nó dùng cái linh kiện không tốt, vào nó làm hỏng hết dải tần của âm thanh. Cả hệ thống âm thanh của bạn tốt, nhưng bạn chỉ cần đưa một con Equine không tốt thì cả hệ thống âm thanh của bạn coi như là vứt đi, tiếng sẽ không ra là cái gì cả. Còn nhiều bác comment hỏi em là dùng chống hú. Cái chống hú, nói thật câu ấy, cái chống hú này là của Trung Quốc, linh kiện nó không tốt đâu. Dùng nó cắt nó làm lẹm hết dải tần, hát nó bức dải lắm. Nó bức dải. Thế các bạn nào mà chơi những con Equine như này, dải tần rất rộng. Các bạn căn chỉnh dải tần và cắt sen của em nó cực tốt luôn. Mình đã từng chơi và trải nghiệm qua em nó này, thử nghiệm em nó này. Equine từ Nhật Bản anh em nhé, giá chỉ có vài triệu đồng thôi. Tiếng cực tốt. Anh em chơi đi qua em nó, cả nhạc lẫn phần Volca, tiếng rất sạch, tách bạch. Còn nếu mà anh em mà chơi Equine mà muốn quay rẻ mà quay Trung Quốc thì các anh em thì không nên chơi gì cả, cho vào nó chỉ làm hỏng cái tiếng không, âm thanh như thế, không tác dụng gì cả. Sau đây mình xin quay mặt sau cho anh em nhé, cực đẹp luôn, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Đấy, quay mặt sau cho anh em. Đấy, anh em nhìn xem nó đẹp như thế nào.
đẹp mê hồn luôn. Đẹp mê hồn luôn. Chất âm của nó rất tuyệt vời. Hãy mình quay cho anh em. Đẹp xuất sắc. Đấy, mình còn chưa lau bụi đó bác chưa. Anh em quan tâm thì xin liên hệ Cảnh Phạm Audio. Điện thoại 0986 14996. Và sau đây xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các chương trình tiếp theo lần sau.